Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn mau viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết hữu tình, tâm hành tướng trí, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn nhổ sạch tất cả tập khí phiền não, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn nhập vào vị chính quyết định của Bồ Tát, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn vượt lên những địa của thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn trụ vào địa Bồ Tát bất thối chuyển, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn đạt được 6 loại thần thông thủ thắng, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn biết tâm hành của tất cả hữu tình thay đổi sai khác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn vượt qua tác dụng trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn chứng tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng nhất tâm tùy hỷ để vượt qua tất cả sự bố thí của thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tất cả tịnh giới của thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tất cả định tuệ giải thoát tri kiến của thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng tâm nhất niệm tùy hỷ để vượt qua tịnh lự giải thoát đẳng trì vân vân, cho đến các pháp lành của thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng pháp lành tụ trồng một niệm để vượt qua các pháp lành của tất cả dị sanh thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn hành chút phần nhỏ về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã vì các hữu tình, mà dùng phương tiện thiện xảo, bình đẳng hồi hướng lên trí nhất thiết trí, được vô lượng vô số công đức, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát muốn tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn và lìa các chướng ngại, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn được đời đời thường thấy chư Phật, luôn nghe chánh pháp, được Phật giác ngộ, được Phật nhớ nghĩ, truyền trao dạy bảo, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn được như thân Phật trang nghiêm, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn sanh vào ngôi nhà Phật ở địa vị đồng chân, không bao giờ xa lìa chư Phật, Bồ Tát, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng những căn lực thắng thiện tùy ý đem những vật cúng dường thượng hạng đến cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác để những căn lành mau được viên mãn, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn cho tất cả hữu tình được mãn nguyện nhu cầu như ăn uống, y phục, giường chiếu, mền mùng, thuốc thang trị bệnh, những loại hương hoa, đèn đuốc, xe cộ, vườn rừng, nhà cửa, của cải, chân bảo, đồ trang sức kỹ nhạc và những vật dụng ưa thích thượng diệu mà những vị vua sử dụng, cho đến các vi diệu của thế gian và xuất thế gian, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào muốn an lập tất cả hữu tình trong tận hư không giới, pháp giới, thế giới đều được an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa và vô biên pháp lành thù thắng khác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn đạt được công đức khi phát sanh một tâm niệm thiện, cho đến ngồi tòa diệu Bồ Đề, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không cùng tận, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đại Bồ Tát trong thế giới chư Phật ở 10 phương đều khen ngợi, hộ niệm, ban cho sức lực, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn một khi phát tâm thì có thể đến khắp hàng hà sa số thế giới để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đại Bồ Tát, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn dùng một âm thanh có thể vang khắp hàng hà sa số thế giới trong 10 phương để ngợi khen chư Phật, giáo hóa hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn kế thừa hạt giống Tam Bảo để không bị đoạn tuyệt, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào muốn thông đạt pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh rốt ráo không, vô tế không, tán vô tán không, bản tính không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính không, vô tính tự tính không, và sở duyên không, tăng thượng duyên không, vô không, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả pháp, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ thật tế, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết tất cả đại địa, hư không, núi biển, sông ao hồ, đầm rạch, khe hang, đất nước, lửa gió, vân vân, cho đến các loại rất nhỏ, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thấy kiếp hỏa khởi cháy khắp 3.000 đại thiên thế giới, làm cho trời đất đỏ rực, Đại Bồ Tát muốn thổi để dập tắt, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thấy kiếp phong nổi lên, làm cho chỗ nương 3.000 đại thiên thế giới rớt xuống chỗ phong luân, gặp gió thổi đánh vọt lên, khiến cho núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi, vân vân, và tất cả những vật trong 3.000 đại thiên thế giới bị vụn nát, rơi như lá mục. Đại Bồ Tát muốn dùng ngón tay ngăn cản sức gió ấy để dừng lại, không cho nổi dậy nữa, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn ở trong 3.000 đại thiên thế giới, một khi ngồi kiết giả thì đầy khắp hư không, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn lấy một sợi lông cột giữ núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi, vân vân, và tất cả vật trong 3.000 đại thiên thế giới, ném qua vô lượng vô biên vô số thế giới khác mà không làm tổn hại hữu tình nào trong đó, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn lấy một miếng ăn, một chút hương thơm, một cánh hoa, một vòng hoa, một chiếc áo, một cái phướn, một cái lọng, một ngọn đèn, vân vân. Những vật cúng dường đó đem cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen tất cả hàng hà sa số Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác và đệ tử của các ngài trong 10 phương đều được đầy đủ, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn an lập hàng hà sa hết thảy các loại hữu tình trong 10 phương, thâu vào giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, vào trụ, vào quả dự, lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, bồ đề, cho đến khiến họ nhập vào vô dư y niết bàn, hoàn toàn an lạc, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể như thật chi mà tu hành bố thí thì được quả báo lớn, nghĩa là như thật biết bố thí như vậy được sanh vào đại tộc Sát Đế Lợi, bố thí như thế được sanh vào đại tộc Bà La Môn, bố thí như thế được sanh vào đại tộc Trường Giả, bố thí như thế được sanh vào đại tộc Cư Sĩ. Lại như thật biết bố thí như thế được sanh lên cõi trời tứ đại vương chúng, bố thí như thế được sanh lên tầng trời thứ 33. Bố thí như thế được sanh lên cõi trời Dạ Ma, bố thí như thế được sanh lên cõi trời Đâu Xuất Đà, bố thí như thế được sanh lên cõi trời Lạc Biến Hóa, bố thí như thế được sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Lại như thật biết nhờ bố thí như vậy mà chứng được định sơ thiền, hoặc thiền thứ 2, hoặc thiền thứ 3, hoặc thiền thứ 4. Lại như thật biết nhờ bố thí này mà chứng định không vô biên xứ, định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lại như thật biết nhờ bố thí như vậy mà phát sanh 37 pháp Bồ Đề phần, do đó mà chứng được quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, hoặc độc giác Bồ Đề, hoặc chứng được quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Nếu như thật biết tu hành tịnh giới với an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, bát nhã thì được quả báo lớn cũng như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể như thật biết bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn bố thí ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tịnh giới ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn an nhẫn ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tinh tấn ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn tịnh lự ba la mật đa. Bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn bát nhã ba la mật đa. Lạ như thật biết tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Phương tiện thiện xảo như thế có thể viên mãn 6 pháp ba la mật đa. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể như thật biết bố thí như vậy là phương tiện thiện xảo để viên mãn bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, có thể như thật biết tịnh giới cho đến bát nhã như vậy là phương tiện thiện xảo có thể thành tựu viên mãn tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa? Phật dạy Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nghĩa là Đại Bồ Tát khi hành bố thí thông đạt rõ ràng tất cả tướng người cho, người nhận và vật cho không thể đắc, cho nên có thể thành tựu viên mãn bố thí ba la mật đa. Tướng phạm không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn tịnh giới ba la mật đa. Tướng động hay không động đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn an nhẫn ba la mật đa. Thân tâm siêng năng hay biếng nhác đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn tinh tấn ba la mật đa. Bị loạn hay không loạn đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn tịnh lự ba la mật đa. Tánh tướng của các pháp đều không thể đắc nên có thể thành tựu viên mãn bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát khi hành bố thí làm phương tiện thiện xảo có thể viên mãn 6 pháp ba la mật đa. Như vậy Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi hành tịnh giới cho đến khi tu hành bát nhã làm phương tiện thiện xảo đều có thể thành tựu viên mãn 6 pháp ba la mật đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát muốn được công đức thù thắng của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ vị lai hiện tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn thông đạt hữu vi vô vi, thành tựu rốt ráo đến bờ bên kia nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thông đạt các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, vô sanh, thật tế trong quá khứ vị lai hiện tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thường làm người dẫn đầu cho thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn làm người thị giả gần gũi chư Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn làm dòng dõi quyến thuộc với chư Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn đời đời có nhiều quyến thuộc vĩ đại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thường được làm quyến thuộc với Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn làm ruộng phước chân chánh thanh tịnh cho thế gian nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn chiến thắng tâm sang tham, dứt bỏ tâm sân giận, xả bỏ tâm biếng nhác, làm yên tĩnh tâm tán loạn, gạt bỏ tâm ác tuệ nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu an lập tất cả hữu tình một cách chu đáo vào phước nghiệp sự của tánh bố thí, phước nghiệp sự của tánh trì giới, phước nghiệp sự của tánh tu hành, phước nghiệp sự của tánh cúng dường và y vào sự phước nghiệp sự nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nếu muốn được 5 loại mắt, thế nào là 5? Nghĩa là nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn dùng thiện nhãn thấy tất cả thân tướng tốt đẹp của chư Phật trong hàng hà sa số thế giới ở 10 phương, nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn dùng thiên nhĩ, nghe pháp giải thoát mà chư Phật trong hàng hà sa số thế giới ở 10 phương thuyết pháp nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nếu muốn như thật biết về tâm, tâm sở pháp, của tất cả Như Lai trong hàng hà sát số thế giới ở 10 phương, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nếu muốn được nghe chư Phật trong 10 phương thế giới thuyết pháp cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bao giờ gián đoạn, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nếu muốn thấy tất cả quốc độ trong 10 phương chư Phật ở quá khứ, vị lai, hiện tại, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nếu muốn đối với các kinh mà 10 phương chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại thuyết, như Khế Kinh, Ứng Tụng, Thọ Ký, Phúng Tụng, Tự Thuyết, Nhân Duyên, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Quảng, Hy Hữu, Thí Dụ, Luận Nghị mà các thanh văn chưa từng được nghe, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với hết thảy pháp môn mà 10 phương chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai thuyết, Đại Bồ Tát muốn tự thọ trì hoàn toàn thông suốt, theo đó mà tu hành, lại như thật mà nói rõ, khuyến khích người khác tu hành, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với hằng hà sa số thế giới tối tăm trong 10 phương, hoặc trong thế giới không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, Đại Bồ Tát muốn làm ánh sáng cho những nơi đó, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nếu muốn hết thảy chúng sanh trong hằng hà vô lượng thế giới khắp 10 phương, vị tà kiến không nghe danh hiệu Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, mà có thể giáo hóa hướng dẫn để họ sanh chánh kiến, nghe tên Tam Bảo, tin sâu nhân quả, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với hằng hà sa số thế giới hữu tình trong 10 phương, Đại Bồ Tát muốn dùng oai lực của mình làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người điên được nhớ, người loạn được định, người nghèo được giàu, người rách rưới được áo, người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được mạnh, người xấu được tốt đẹp, người tàn tật được đầy đủ, người thiếu căn được trọn vẹn, người chết giấc được tỉnh lại, người mỏi mệt được thư thái. Tất cả hữu tình đều đem lòng từ đối xử với nhau, người đọa vào đường ác được sanh vào cõi lành, người tập theo nghiệp ác được tu sửa lại nghiệp thiện, những người phạm giới được an trụ giới uẩn, người chưa được định thì được an trụ trong định uẩn, người có ác tuệ thì an trụ trong tuệ uẩn, người không giải thoát thì an trụ trong giải thoát uẩn, người không giải thoát trí kiến thì an trụ trong giải thoát trí kiến uẩn, người chưa thấy thánh đế thì được chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc kế tiếp chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát nếu muốn học oai nghi thủ thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, khiến cho các hữu tình nhìn thấy không chán mà bỏ ác tu thiện, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy: khi nào ta mới được như bậc long tượng, với thái độ ung dung đàng hoàng khi nhìn, khi im lặng, khi thuyết pháp cho đại chúng, thân khẩu ý nghiệp theo trí tuệ tu hành đều được thanh tịnh, khi đi kinh hành chân không đạp đất, cách trường 4 ngón tay? Muốn được những việc ấy nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy: khi nào ta được vô lượng trăm ngàn câu tri na do tha trời tứ đại thiên vương chúng, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, cùng nhau đi đến gốc cây bồ đề. Chúng trời đó đem áo trời làm tòa ngồi, ta ngồi kiết già trên tòa ấy, tay được trang sức những tướng tốt đẹp, rồi vỗ xuống đại địa, làm cho thần đất và quyến thuộc của họ cùng một lúc vọt hiện. chiến thắng quân Ma Oán, được chứng tác quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Từ đó về sau khi ta đi, hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi thì đất chỗ đó đều thành kim cương. Muốn thành tựu việc đó nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ như vậy, khi nào ta từ bỏ gia đình để xuất gia thì ngày đó chứng đắc quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, và cũng ngày ấy truyền diệu pháp luân, làm cho vô lượng vô số hữu tình xa lìa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, lại khiến cho vô lượng vô số hữu tình diệt sạch các lậu, tâm tuệ hoàn toàn giải thoát, cũng làm cho vô lượng vô số hữu tình đối với quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề chứng bất thối chuyển. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy, khi nào ta chứng quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, có vô lượng vô số thanh văn Bồ Tát làm chúng đệ tử. Một khi ta nói pháp, khiến cho vô lượng vô số hữu tình chứng A-la-hán ngay tại chỗ, lại khiến cho vô lượng vô số hữu tình ngay chỗ ngồi đối với quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề chứng bất thối chuyển. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy, khi nào ta được sống lâu vô tận, được trang sức bằng vô biên ánh sáng tướng tốt, người thấy không chán. Khi đi mặc dù có ngàn cánh hoa sen nâng đỡ chân, nhưng khiến trên mặt đất lại hiện bánh xe ngàn câm. Khi kinh hành cất bước thì làm cho đại địa chấn động nhưng không quấy nhiễu hữu tình ở trên đất. Khi muốn quay nhìn thì toàn thân đều chuyển theo, nơi mà chân đạp lên đều là kim cương, giống như bánh xe di chuyển theo đất. Những chi tiết của toàn thân đều phóng ra ánh sáng, chiếu khắp vô biên thế giới trong 10 phương, chiếu đến chỗ nào thì làm cho hữu tình nơi ấy được lợi ích lớn. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy, khi ta chứng quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nguyện cho chỗ cư ngụ đều không có tên của tất cả tham dục, sân giận, ngu si, vân vân. Hữu tình cõi đó hoàn toàn được trí tuệ sáng suốt, nhờ năng lực trí tuệ đó mà tư duy, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, xa lìa các phóng dật, siêng năng tinh tấn tu phạm hạnh, tứ bi hỷ xả, không xúc não, đến hữu tình giống như cõi Phật khác, há không tốt thay. Việc giáo hóa đã chu tất, sau khi nhập niết bàn chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, luôn làm lợi ích lớn cho hữu tình. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩ như vậy, khi ta chứng quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nguyện cho tất cả hữu tình trong vô lượng hàng hà sa số thế giới ở 10 phương, ai nghe đến tên ta đều được chứng đắc quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này xá lợi tử các Đại Bồ Tát, nếu muốn được vô lượng vô biên công đức thù thắng này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 479.